Con là nhân viên tiếp thị của nhãn hàng dầu gội Goleje, tức là gọi là đẹp. Nhãn hàng của con là đến từ Anh Quốc lận á cô. Mà cô với anh á có mái tóc rất là đặc biệt luôn á. Nếu mà dùng thêm sản phẩm của con nữa là con chắc chắn là sẽ rất là hợp với anh với cô luôn á. Tôi tính nói thì vậy làm bóng cho tôi đi. Mình á là không có nên mua mấy cái hàng trôi nổi trên mạng nha mẹ. Mình mua là mình phải mua hàng có xuất xứ đàng hoàng. Đừng có bao giờ nghe những cái người tiếp thị ngọt ngào. Mẹ nhớ chưa? Bỏ một đống dầu vào đầu vậy tốn tiền thấy mồ. Tiếc lắm. Không mấy giờ vậy đi. Đưa con xài cho. Anh ơi anh. Bên lên lầu đi. Đừng dành toilet với con. Trời ơi. Anh bị cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Get Job tải app nhận việc đi làm ngay. Xem thêm tại getjob.vn. À, dạ, con chào cô, con chào anh ạ. Ôi mẹ ơi, mẹ có khách mẹ ơi. Ai vậy nè? À, dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Mai. Con là nhân viên tiếp thị của nhãn hàng dầu gội Goleje, tức là gọi là đẹp. Nhãn hàng của con là đến từ Anh Quốc lận á cô. Tôi học có gì? Cô biết không, nhãn hàng của con á có 50 năm kinh nghiệm trên thị trường rồi đó cô. Giống như nè, Mỹ nè, Pháp nè, Đức nè, Nhật nữa. Mà hôm nay mới về tới Việt Nam mình đó cô. Cô xem thử sản phẩm của con nha. Chị Mai ơi, chị Mai năm nay nhiêu tuổi rồi? Sao tôi biết tên Mai vậy trời? Bà mới giới thiệu bà tên Mai mà. Trời ơi. Bà kêu là Mai, gọi là đẹp đó. Cái này nè. Để cái gì? Cô với anh biết không, loại sản phẩm của con á có tác dụng nè, chị gào là làm bóng nè, mượt và đen tóc nữa. Mà cô với anh á có mái tóc rất là đặc biệt luôn á. Nếu mà dùng thêm sản phẩm của con nữa là con chắc chắn là sẽ rất là hợp với anh với cô luôn á. Tôi tính nói thì vậy làm bóng cho tôi đi. Hơn nữa thì bên con đang mở rộng thị trường, có chương trình khuyến mãi á cô, mua một tặng tới bốn nữa. Cái gì mua một tặng bốn, có nghĩa là tôi mua 5 chai mà tôi chỉ trả tiền có 1 chai hả? Dạ đúng rồi đó cô, quá hấp dẫn đúng không cô? Hấp dẫn. Với hơn nữa là bên con á, với một đơn hàng như vậy thì cô và anh sẽ nhận được một phiếu may mắn, có cơ hội là mang về cho mình giải thưởng là 500 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác nữa đó cô. Cái gì, mua chai dầu gội đầu mà rút thăm trúng thưởng 500 triệu hả? Trời ơi. Đúng là đồ nước ngoài lấy không mẹ? Trời ơi, hấp dẫn quá ha. Vậy thì giờ mình mua không? Quan trọng là mình quyết định mình mua không nè. Kệ, mua đại đi, bây giờ mình trúng số. Thì đó, mua càng nhiều mình có cơ hội càng trúng nhiều. Mua cho thằng Phúc nữa. Cái này có 50 năm rồi, nhưng bởi vậy chắc họ cũng tiền nhiều lắm. Vậy lấy tôi 10 chai. Dạ. Ôi trời ơi, đi làm gì nó mệt cho tắm tưởng đâu thoải mái mà vẫn còn mệt. Ra coi. Cái gì vậy? Chị Đông Anh. Thế gì chỗ tao ngồi, tự nhiên đợi tôi ra ông trong viên quá. Tôi, người đàn ông trong gia đình. Đi làm mà anh về phải ngồi giữa trung tâm này. Trời ơi, mẹ, ba lúc nào cũng muốn là cái nhân hết á, mẹ hiểu không? Cứ chữ kệ mẹ không được nói nha con. Sao bị lầm? Con phải nói kệ đi mẹ nha con. Mệt quá. Bệnh nhân nó đông quá trời quá đất đuối. Ủa, hôm nay con nhớ hình như ba có một bệnh nhân duy nhất mà. Có một bệnh nhân mà nói bệnh nhân đông quá đuối. Ê Phúc Phúc, bữa nay có người tới khuyến mãi dầu gội đầu. Mẹ thấy cũng tốt mà rẻ nữa, mẹ mua quá trời. Yes. Có phần của con. Gì vậy? Con chồng mua đi. Người phụ nữ nói chuyện ở đâu mà chỉa ngay trước mặt chồng. Mặc dù nói với con cũng không được như thế. Bà qua anh nè. Dạ. Con biết tại sao mà bà dù chỉ là một bệnh nhân như đây là một cái gác cơ khó dẻo cuộc sống. Dẻo mà cái đầu đây mà cứ nói rằng là sao kìa. Đó, mà tại sao người ta tìm đến ba? Bởi vì người ta tìm đến người giàu, kinh nghiệm mới chữa trị được cái ca khó này quá mà. Dạ, con hiểu rồi. Cho mấy bệnh nhân khác lại kiếm vợ con. Không lẽ vợ con lại non kinh nghiệm sao ta? Mẹ ăn quay. Ăn mà để nguyên cái dĩa gần mình không à. Tối nào nó ăn. Mệt ghê. Ủa ba ơi ba, vậy cái người đàn ông đó là bị dẹo cuộc sống hả ba? Đàn ông ở đâu? Dạ. Một người phụ nữ to béo mập hơn bà bị dẹo mới thấy ghê chứ. Thành ra bà phải ráng hết sức lực kinh nghiệm của mình chữa mới được, mới trở lại bình thường được. Thành ra đây nè, nói gì còn toát mồ hôi đây nè. Kinh điển, ba có những bệnh nhân kinh điển. Không phải, đàn bà thì cũng có thể làm được bất cứ cái gì, có thể gây ra tai họa cũng như mẹ con vậy nè. Tối ngày khoái đi mua đồ rẻ tiền lắm. Rồi có ngày bà tiền mất tật mang. Ai nói ông là tôi ham đồ rẻ? Sáng mua quá trời. Ừ thì
rẻ nhưng mà tôi có lựa đồ chất lượng tôi mới mua. Mẹ ơi, cái gì? Cái này con nói mẹ nghe nè, mình á là không có nên mua mấy cái hàng trôi nổi trên mạng nha mẹ. Mình mua là mình phải mua hàng có xuất xứ đàng hoàng, đừng có bao giờ nghe những cái người tiếp thị ngọt ngào, mẹ nhớ chưa? Biết rồi. Ok. 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 Giờ sao mẹ, để vợ con biết mấy này chứ vợ con chửi con chết luôn á. Cái thằng từ từ đi được là mẹ rối á. Trời ơi, nhưng mà mẹ cũng đâu có muốn vợ con biết đúng không? Vậy giờ sao? Hay là giờ mình bỏ đi. Bỏ hết đi, coi như mình không chưa mua cái gì hết. Bậy, bỏ đi uổng lắm luôn á. Biết là uổng rồi cũng tiếc lắm, nhưng mà vì đại cuộc, bỏ cái nhỏ đi. Trời ơi, mẹ ơi, đã cào thẻ không trúng thưởng rồi, bây giờ kêu bỏ. Bỏ một đống dầu qua đầu vậy tốn tiền thấy mồ. Tiếc lắm, không mấy dần vậy đi. Đưa con xài cho. Con xài à? Thì kệ nó, chứ giờ tóc con dày dầu gội đâu có ngán dầu nào, cứ gội đi. Ừ, đúng rồi, con gội đi. Tranh thủ giờ con đi thì con gội. Còn sao được cất. Đúng rồi, trời nhiêu đó dầu gội con gội còn 3-4 năm á. Khi mà con gội tóc con bóng mượt rồi, lúc đó cho con vợ con biết cho nó sáng mắt ra. Bây giờ tao nói mấy cái dầu đó là thôi à. Mẹ anh hai có gì mà nói nhỏ to tâm sự đi. Có nói gì đâu. Gì đâu, bình thường quá. Nói gì đâu chạy. Ủa nãy giờ nghe mấy mẹ nói mua gì đó, mua cái... đâu có mua gì đâu. Vậy mua thì mà mua cái gì? Nè, xuống đây uống nước không? Nè. Dạ. Mẹ mới làm bình trà nóng. Uống đi, dạ. Nóng á, đựng thổi uống luôn đi. Uống xong rồi đi lên để đi. Ngồi đi chơi chút mẹ. Thôi đi lên đi. Thằng tàu lao tự nhiên tao mẹ đang nói chuyện mày vô giết. Thời gian cầm ly lên luôn nha. Trà ngon quá. Uống. Cầm cái bình luôn con. Thôi kỳ quá mày. Con nghi lắm nha, hay là có chuyện gì? Nghi mày thằng khùng quá. Anh em không, không để tao giấu mày. Biết đâu được. Con thấy một phút này sao? Con có nghi là nó có bồ không? Con nghi lắm, nó cười suốt. Như thằng điên vậy đó mẹ. Bình thường nó căng lắm. Anh ơi anh, con làm cái gì chậm mà lâu quá vậy, ra đi, ba chịu hết nổi nữa nè. Anh ơi anh, ba lên lầu đi, đừng dành toilet với con. Trời đất ơi mẹ, con dành ở trên lầu rồi. Trời ơi, ba chịu hết nổi rồi, ra lẹ đi. Cuộc đời con khổ lắm rồi. Cái gì vậy ra đây? Lẹ đi, chết trời ơi. Mẹ ơi! Trời ơi! Sao quỷ? Mày biết ba đuối chết không? Ủa anh? Gì em? Đổi gì trên đầu ạ? Đổi khăn. Tự nhiên cái đổi khăn trên đầu nhìn kỳ cục muốn chết. Tháo xuống. Bậy! Bây giờ cái này là mốt á, đừng có đụng vô nha. Mốt cái gì kỳ cục tháo? Bậy! Không có tháo được đâu. Cái này bây giờ đổi này là mốt. Đổi này anh cảm thấy thoải mái, thấy đẹp. Mốt gì vậy? Thì mốt đổi khăn. Anh xuống dưới nói chuyện với mẹ. Quay mẹ coi coi. Tóc của con mẹ. Cái gì vậy mẹ? Mẹ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó đã yếu lắm mà mẹ còn kéo nữa. Mẹ đâu có kéo, mẹ mới cầm mà mẹ coi thử mà nó chuột một chùm gì hả trời. Trời ơi, con đã lấy thằng này con đổi, con ràng tóc, con giữ tóc con lại rồi. Mẹ cứ vậy không à, giờ sao? Mẹ coi không biết làm sao nữa. Ê con, ê nó nè. Hay là bây giờ mẹ đi mua thuốc mọc tóc mày xịt cho con. Ôi, con sợ lắm rồi mẹ ơi. Trời ơi, con sợ lắm rồi, con không muốn quá chất lên đầu con nữa. Mẹ nghĩ đi, bây giờ quá chất lên rồi rụng tóc rồi lột da đầu nó lòi ốc ra kỳ lắm. Mà bây giờ con đâu còn tóc nữa đâu mà con sợ bị tai nạn lần nữa. Ôi, mẹ còn nhiều dữ nhiều mẹ ơi. Chứ giờ thôi mẹ đừng có cũng mẹ không à. Sao mẹ? Nó ham rẻ, một hai cái kêu gọi đi, đủ mấy lần chết luôn. Mới đầu mẹ mua nhưng mà mẹ cũng nghi. Nghi gì? Nghi cái vụ mà sao nó rẻ vậy, cho nên mẹ để con gọi trước. Trời ơi, con không nghĩ là mẹ ruột con luôn á mẹ. Lỡ được bởi vì mình ha, bởi vì nó bán năm chai mà nó tính tiền của con trai à. Trời ơi, nó mẹ ham rẻ mẹ thấy chưa? Đó, thì cũng tại con.
Con nói với mẹ mua càng nhiều xác suất trúng càng cao. Mẹ nhớ hoài câu nói đó à? Đúng rồi, mua càng nhiều tóc rụng càng nhiều. Một tấc tóc là một tấc vàng á, chuyện chết con người. Tội nghiệp con chưa. Nó quảng cáo nói dầu gội bên Anh, bên Mỹ, bên Paris. Cái gì á, chứ Mỹ là Mỹ Tho. Paris là Bà Rịa. Trời ơi trời. Dậy nhanh lên. Còn sớm mà cưng. Sớm mà bây giờ có người tỏ tình với anh hả? Nên gì dậy tự nhiên à. Em kêu anh ngồi dậy. Nhanh lên. Kéo anh dậy. Kéo hả? Kéo hả? Hả? Cái gì em? Hả? Cái sáng gì sớm có người tỏ tình với anh rồi kìa. Đào hoa quá ha. Đào hoa gì trời ơi, em bị cái gì vậy? Cái mặt anh vậy mà ai tỏ tình với anh? Ai hả? Hồi nãy có ai thả bong bóng nè, tỏ tình với anh ngoài kia kìa. Càng bậy nữa, anh nào giờ đâu có quen ai mà thả bong bóng. Đừng có xạo, còn cãi, còn chối hả? Trời ơi em ơi. Lãng mạn quá ha. Anh yêu em yêu đồ ha. Trời ơi em bị cái gì vậy? Anh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà nghĩ sao có người thả bong bóng? Chắc là người ta mua bong bóng, người ta tặng bạn trai, bạn gái gì của người ta đi ngang qua nhà mình rồi vuột tay rồi nó bay vô nhà. Anh đừng có chối với tôi. Anh nhìn đi, lá thư nè. Có lá thư làm chứng luôn nè. Anh thấy không? Ha. Anh đã kiên nhẫn làm theo những gì em muốn đồ nè. Làm theo những gì em muốn là đổi cái khăn quỷ rồi đó hả? Trời ơi, cái khăn này đổi cái gì? Cái này có lý do của anh. Lý do gì? Lý do gì mà từ tối tới giờ đổi cái này? Nếu mà không phải cái này thì tại sao đổi cái khăn? Hả? Ây da, em thông cảm đi em ơi. Cái này không phải, cái chuyện này là hiểu lầm tất cả. Anh không có... Không phải thì tháo cái khăn xuống. Không được. Tháo xuống. Không được. Không được. Không tháo được. Em thương anh gì hết. Nhanh lên. Anh không có gạt em. Trời ơi, anh bị cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Con trai cưng. Dạ. Xong chưa đi học đi con? Dạ rồi, mẹ cũng đi học. Giỏi quá trời luôn á. Thương mẹ quá. Ừ. Bye mẹ. Bye bye con. Con tới giờ học chưa mà ngồi hoài vậy? Dạ mẹ cho con ăn nốt cái miếng. À, thôi con đi luôn nha mẹ. Trời ơi, để cho nhỏ ăn nấu nó làm chi vậy? Trễ giờ mẹ. Nè anh, thì vậy sao nắm đầu con? Đầu cha đó mà nó xỉ xỉ vô nó cười. Xin lỗi ba. Mà con thấy là anh cười cũng đúng á ba. Con thích cái tóc cũ lãng tử của ba hơn là cái tóc này. Không có đâu, con thích cái tóc này hơn. Cái tóc này á, ba ra đường ba quánh lộn á, người ta không nắm đầu ba được. Có đi học không? À, thôi được, đi thôi. Ba thôi, ông nội và nội ba mẹ đi học. Cái nhà cô Liên nha. Dạ anh chào cả nhà. Chào chú. Dạ. Phúc. Dạ. Thấy tóc anh còn sao? Dạ tóc này thấy mặt sáng, thấy trán cao và thông minh. Ê, hai mà tóc có tóc một người đụng đến hai ba người vui lên. Thì xưa tôi cũng cười ba vậy đó, giờ tôi hậu quả nè. Mấy người cười đi, một ngày nào đó em cũng sẽ giống anh, còn mày sẽ giống ba. Nguyên gia đình này hối hết. Ê! Nữa đụng chạm nữa ăn đi.
Anh đi. Thôi thì ra sao?